Bây giờ đã bấy giờ rồi mà chưa thấy em Tân Barry đâu cả. Kiểu này lại chắc trốn học đi chơi ở đâu rồi. Ôi giời ơi, chết rồi chết rồi. Bây giờ đã quá giờ vào học rồi. Bây giờ mà để cô giáo biết mình đến muộn thì thế nào cô cũng phạt. Mình phải đánh lạc hướng cô giáo các bạn ạ. Cái gì ấy nhỉ? Mày quá lừa được cô rồi. Dạ, hóa ra là cái vỏ chai. Tân Barry, em đi học muộn đấy nhá. Em thưa cô, em có đi học muộn đâu à? Em đi vào lớp này rồi mà chẳng thấy cô ở đâu, em tưởng là cô chưa đến. Đây là 100.000 và hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ bạn Tân Barry ạ. Thế hôm qua cô dạy bài học về đạo đức là cái gì thì em có nhớ không Tân Barry? Tưởng gì, trí nhớ của Tân Barry rất tốt. Em thưa cô, đó là bài học nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất à. Được, Tân Barry nhớ rất là tốt. Thế thì nhá, bây giờ như này, cô sẽ giả vờ là cô đánh rơi tờ 100.000 này, rồi để xem em xử lý như thế nào nhá. Ai rơi tiền nhỉ? Mà ai rơi tiền thì mà kệ, mang đi nạp mà thẻ game Free Fire. Tân Barry, em đi đâu đấy? Quay lại đây. Ơi giời, em thưa cô, em đang định đi nạp 100.000 vào Free Fire. Cứ cô gọi em có việc gì? Ôi giời ơi, 100.000 này là của cô. Trời ơi, thế em quên cái bài học ngày hôm qua cô dạy em rồi à? Cái bài học đạo đức nhặt được của rơi trả lại người đánh mất thì là như nào em quên mất rồi. Trời ơi, đây nhá, nghe cô nói lại cho đây này. Dạ. Bây giờ có phải là em nhặt được tiền của một người làm rơi đúng không? Dạ vâng ạ. Thì em phải tìm người ta để em trả lại chứ không phải là em lấy luôn. Dạ, mà vâng. Trong cái trường hợp ấy, em không tìm được người ta thì em phải đến tìm các chú công an để em nộp lại cái số tiền đấy hoặc là những cái đồ vật mà người ta làm rơi đấy. Em nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi ạ. Chứ không phải là mang đi nạp vào Free Fire đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Vâng ạ. Từ lần sau nếu nhặt được tiền thì em sẽ làm như vậy ạ. Bây giờ đến giờ học môn toán. Thế bây giờ cô sẽ kiểm tra lại bài cũ nhá. Tân Barry này, cô hỏi, thế em còn nhớ bài học toán hôm qua cô dạy em không? Em có ạ. Bài học nào cô dạy em cũng nhớ hết. Giỏi. Đây để cô ghi một phép toán này nhá. 1 cộng 2 bằng. Tân Barry, bây giờ em lên bảng cho cô phép toán này xem nào. Đây, Tân Barry cầm lấy bút. Em đang định lấy tay viết. 1 cộng 2. 1 cộng 2 bằng mấy nhỉ? Rõ là hôm qua cô giáo dạy rồi mà mình lại về nhà mãi chơi Free Fire chẳng nhớ gì cả. 1 cộng 2. 1 cộng 2 có 1. 2 thì có 2. Đây, 1 cộng 2 thì chẳng phải bằng là như thế này còn gì nữa. Em thưa cô, em làm xong rồi ạ. Cái gì thế này? Trời ơi, Tân Barry ơi, em làm sai rồi. Phải là bằng 3 mới đúng. Bằng 3? 1 cộng 2 mà lại bằng 3 á? Cô có thể giải thích bằng cách nào dễ hiểu cho em hiểu được không ạ? Bây giờ như này nhá. Ví dụ là cô có một cái bút chì đúng không? Vâng ạ. Đấy, xong bây giờ là cô đi ra ngoài kia cô mua thêm 2 cái nữa. Thế là cô sẽ có 3 cái rồi. Em hiểu rồi ạ. Tức là mình có một cái bút chì này, xong mình cộng thêm được 2 chữ nữa thì là mình có 3 cái bút chì. Đúng rồi đấy. Như vậy thì em sẽ dễ hiểu hơn là những con số không như này này. Em cảm ơn cô ạ. Bây giờ rồi, em nhớ rồi. 1 cộng 2 bằng 3 các bạn ạ. Thưa cô ạ, bây giờ sẽ được học môn gì ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học đến môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh là một ngôn ngữ cực kỳ là thú vị. Muốn biết được tiếng Anh thì mình phải biết rất nhiều từ ngữ này. Mình phải biết cả phát âm nữa. Như vậy thì mình mới có thể đi ra nước ngoài được, mới giao tiếp được với mọi người các bạn ạ. Tân Barry, em nói đúng rồi đấy. Thế bây giờ như này nhá,
cô sẽ đọc tiếng Anh, rồi là em sẽ phát âm lại theo cô. Em nhớ chưa nào? Ok ạ. Rồi, từ đầu tiên này. Hello. Nào, tân bắt đi. Em đã nghe rõ chưa? Em đọc lại cho cô nghe xem nào. Từ này đúng không cô? Đúng rồi đấy. Lô, 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 lô gì nhỉ? Cô nói lô, lô gì nhỉ? Xích lô. Không phải xích lô đâu mà là hello. À, hello. Hello là xin chào. À, hello là xin chào. Đúng rồi, tân Paris ạ. Chứ không phải là xích lô. Đúng rồi. À, bây giờ đến từ thứ hai này. Từ thứ hai là apple. Em nghe thấy mạng mạng. Apple. Con cô cô. Không phải con cô cô, là apple, là quả táo đấy. Rồi ôi, đọc lại xem nào. Em lại cứ tưởng là con cô cô. Apple. Ừ, rồi đúng là giỏi đấy. Apple chính là quả táo đấy các bạn ạ. Thực ra ấy, tiếng Việt của mình với lại tiếng Anh nó khác nhau quá, nên là đôi khi chúng mình phát âm nhầm. Nhưng mà chỉ cần lắng nghe cô giáo là mình sẽ học tiếng Anh được tốt các bạn ạ. Đây, thôi em đi về chỗ đi. Dạ vâng ạ. Tiếp theo đây, cô sẽ dạy các em môn lịch sử. Và bài học cụ thể của chúng ta ngày hôm nay đó chính là các vị vua nhà Trần. Hôm nay chúng mình học lịch sử các bạn ạ. Mà môn lịch sử này mình không học được, mình học không hiểu gì cả. Hay là Tân Free nghịch một trò, đó là đánh trống. Giả vờ là đánh trống kiểu hết giờ rồi ấy, xem là phản ứng của cô giáo như nào nhá. Kiểm tra bài cũ vừa mới học một tí mà đã đánh trống rồi nhở. Chết rồi, khiếp, bác bảo vệ đánh trống nhầm rồi. Thôi, hết giờ rồi, tân ba đi, cô cho em nghỉ đấy. Bác bảo vệ, bác bảo vệ. Cô giáo ạ. Bác bảo vệ cho tôi hỏi này, sao nãy mới đánh trống nhầm như thế nào mà tôi vừa mới vào giờ học một cái đã thấy tiếng trống rồi. Trống ở đâu ra? Tôi vừa mới ngủ, tôi đặt báo thức lúc nào mà hết giờ là tôi tự khắc tôi dậy tôi đánh. Ai đánh đâu? Chết rồi. Thế thì quả này tôi bị học sinh nó lừa rồi. Thôi, tôi đi lên lớp đi. Các em ạ, trong triều đại nhà Trần có rất nhiều vị vua và các vị tướng giỏi. Tân Paris, câu hỏi này, em có biết là trong triều đại nhà Trần là có vị vua, vị tướng nào giỏi không? Em thử kể tên cho cô nghe xem nào. Em biết Trần Hưng Đạo thôi à. Đúng rồi, rất là tốt. Thế ngoài Trần Hưng Đạo ra em còn biết tên những ai nữa nào? Em kể tên tiếp đi xem nào. Peppery, em trả lời cô xem đây nào. Peppery. Về để hết giờ rồi. Em quay lại đấy chứ cô. Làm gì đã đến giờ về đâu? Đang trong giờ học em lại ngủ như thế hả? Em lại cứ tưởng là hết giờ rồi. Em thấy cô nói là cái gì về. Thế không phải là cơ. Tập đi. Cô sẽ phạt em. Em sẽ đứng góc lớp cho cô. Đứng góc lớp rồi. Không sao mà mình ngủ mất. Chắc là mình học lịch sử không hiểu được các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ học một môn vật lý. Tân Paris, em mau lấy sách đi xem nào. Hôm nay em lại quên mất không mang sách vật lý rồi cô ạ. Ui giời ơi, thế là em lên đây cô hỏi em cái này. Dạ, vâng ạ. Thế ước mơ sau này của em là làm cái gì? Nói về ước mơ thì em nghĩ rằng ai có rất nhiều ước mơ cô giáo ạ. Nhưng mà ước mơ lớn nhất của Tân Paris chính là trở thành một người bác sĩ. Bác sĩ à? Thế tại sao em lại ước mơ làm bác sĩ? Bởi vì em thấy ở quê hương em có quá nhiều người nghèo không được chữa bệnh. Em muốn là mở được một bệnh viện thật to để chữa bệnh miễn phí cho mọi người ạ. Ước mơ đấy của em rất là tốt. Đúng là Tân Paris có rất là có tấm lòng nhá. Nhưng mà cô bảo này, để mà là trở thành được một bác sĩ ấy, thì em cần học giỏi rất là nhiều môn học. Như kiểu toán này, tiếng Anh này, lý này, hóa này. Đấy, có rất là nhiều môn học ấy. Nhưng mà bây giờ với cái kiến thức của em ấy, toán đang tính toán lại còn sai này, tiếng Anh thì còn phát âm sai, như thế là không được đâu nhá. Đã thế đi học em còn không mang sách nữa.
Thế thì có nghĩa là để muốn trở thành một bác sĩ tốt, một bác sĩ giỏi thì phải giỏi rất nhiều môn đúng không cô giáo? Đúng rồi đấy Tân Paris ạ. Thế nên nhá, bây giờ là em phải chăm chỉ học hành. Và đi học thì nhớ ghi chép bài. Và đặc biệt là phải mang sách đi. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi ạ. Các bạn ơi, các bạn đừng giống như Tân Paris nhá. Bởi vì Tân Paris học kém này, xong lại còn mải chơi nữa. Vậy thì sẽ rất khó thực hiện được ước mơ của mình ấy. Nếu mà các bạn có ước mơ muốn trở thành người này người kia, muốn có một công việc tốt, thì các bạn nhớ là phải học thật là giỏi và chăm ngoan nghe lời ông bà thầy cô nhá.